Kính chào quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chương trình khuyến nông của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước. Thưa quý vị và bà con nông dân, không có lịch sử lâu đời như các làng nghề rắn nổi tiếng ở các tỉnh phía Bắc. Nghề nuôi rắn ở tỉnh Bình Phước chỉ mới phát triển mạnh trong vài năm trở lại đây, nhưng đã mang lại nguồn lợi kinh tế cho nhiều gia đình. Cơ sở nuôi rắn ráo trâu hay còn gọi là rắn hổ vện của gia đình anh Nguyễn Hàng Phong ở ấp Hưng Lập A, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản đang là điểm đến tham quan học hỏi kinh nghiệm của nhiều người nuôi rắn. Đây là 700 con rắn ráo trâu đang nuôi tại gia đình anh Nguyễn Hàng Phong. Vì là loài rắn nuôi đã được thuần chủng nên việc chăm sóc cũng khá dễ dàng. Thức ăn chính của rắn ráo trâu là thức ăn tỉnh như ếch, nhái, chuột, thịt và trứng gà. Một ngày rắn ăn một bữa, mỗi bữa tiêu thụ thức ăn bằng 1/10 trọng lượng cơ thể. Lượng thức ăn cũng tăng dần theo tuổi của rắn. Hiện đang là mùa mưa nên anh Phong thường thu mua ếch nhái của người dân quanh vùng bỏ trong tủ đông lạnh để dự trữ cho mùa khô khi thức ăn khan hiếm. Quá trình sinh trưởng phát triển của rắn phải trải qua nhiều lần lột da. Đối với rắn ráo trâu, thời gian thay da khoảng 15 đến 20 ngày và tiếp tục thay da trong suốt quá trình rắn lớn. Sau khi thay da, nếu được cung cấp thức ăn đầy đủ, chăm sóc nuôi dưỡng tốt, tốc độ tăng trưởng của rắn có thể tăng nhanh hơn 2 đến 3 lần. Trong thời gian lột xác từ 5 đến 7 ngày, rắn không ăn thức ăn. Trước khi lột xác 4 đến 5 ngày, chúng di chuyển chậm, mắt chuyển từ màu trắng sang màu trắng đục, sau đó chuyển dần sang màu trắng trong. Rắn lột xác rất nhanh trong khoảng vài phút. Sau khi lột xác, rắn ăn rất khỏe. Rắn ráo trâu mỗi năm đẻ 2 lần, thường đẻ vào đầu tháng 5 và cuối tháng 8. Sau khi giao phối 40 ngày thì rắn đẻ, mỗi con đẻ từ 15 đến 18 quả trứng. Theo kinh nghiệm của anh Phong, khi rắn đẻ trứng 3 ngày, có thể phân biệt con đực con cái bằng cách soi đèn pin. Trứng nào xuất hiện nhiều mạch máu là đực, ít là cái. Trước khi ấp, cho một lớp cát vào thùng xốp, nén chặt. Lớp trên rải tiếp một lớp cát ẩm, sau đó xếp trứng lên trên, đậy cẩn thận, 75 ngày sau thì trứng nở. Từ khi mà con rắn nó đẻ quả trứng ra cho đến khi mà ấp được con rắn nó trưởng thành thì trong một quá trình như thế nào? Quá trình mà ấp á, thì nó chỉ cần mình bỏ vô thùng xốp cát, các đồ ẩm nó vừa phải, đồ ẩm nó mình cầm nắm lại mà cảm thấy nó vừa vón cục thôi, đừng có bị khô quá, cũng đừng bị ướt quá, là trứng nó căng tròn là vừa. Cứ 2 tháng 10 ngày như vậy là nó sẽ khẻ mỏ ra. Đây con rắn này đang khẻ mỏ. Khi nó con này đã khẻ mỏ, tức là ngày mai nó chui ra thì những con khác cứ thế mà chui ra, cứ đủ. Nhưng mà cứ 2 tháng 10 ngày nó khẽ mỏ, nhưng mà khi mà chui ra hoàn toàn hết trong một chùm trứng thì nó tầm khoảng 2 tháng 20 tới 25 ngày là nó mới chui ra hoàn toàn. Đấy, chị thấy là trong tất cả các cái chùm trứng này em đều ghi cụ thể là ghi ngày tháng, vậy là để ghi như thế này để làm gì? Ghi ngày tháng như vậy để mục đích chính của mình ghi như vậy là mình kiểm soát được, mình sẽ biết ngày nào nó nở để mình đưa cho bạn hàng. Bạn hàng sẽ đặt vào tháng nào mình sẽ kiểm soát được. Ví dụ như là trong tháng 7 nó đẻ, thì tới tháng 10 là chắc chắn tôi sẽ có rắn con. Là mình phải kiểm soát được là bao nhiêu chùm đẻ vào tháng 7, bao nhiêu chùm đẻ vào tháng 8. Đấy, và đặc biệt nữa, những chùm tháng 7 là mình sẽ biết là những con mẹ đó là đẻ vào tháng 7. Rồi những con mẹ khác đẻ vào tháng 8 là nó tách biệt hai con, nó không bị trùng gen, không bị trùng huyết. Là khi mình để giống sau này, mình giữ lại á, thì tự nhiên là mình sẽ bị không có bị con mẹ với con nó gặp nhau phối lại, hoặc là anh em trong một bầy phối lại. Đó là trường hợp không có. Nó như vậy, mình chịu để ý là rất dễ làm. Còn con rắn nó chỉ vậy thôi, cứ đẻ ra mình ghi ngày tháng, mình kiểm soát được con bố mẹ là chuồng nào ra chuồng nào, là sau này là mình sẽ kiểm soát được cái gen của nó. Có phải là khi mà cái quả trứng này nó gần nở thành con đó thì cái vỏ nó mỏng lại hay không em? Dạ đúng ạ. Khi mà cái trứng nó gần nở thành con, tức là cái con trong đó nó hình thành, nó sẽ ăn dần hết hoàn toàn dưỡng chất trong cái phôi này. Tự nhiên bất thời lúc đó cái vỏ nó sẽ khô mềm lại, mỏng đi thì con rắn nó mới đục ra được. Đấy. Còn lúc nó mới đẻ ra cũng vậy, vỏ trứng sẽ còn mềm, dẻo và dai. Như trứng này là mới này, đấy nó còn dẻo dai. Nhưng mà cái trứng nó khi đã nở được 2-3 ngày rồi là ta sẽ thấy nó khô cứng. Đó, nó khô ráp lại chứ nó không còn mỏng trắng như vậy nữa. Rồi tới 2 tháng sau là tự nhiên nó sẽ tóp. Nó khô nó tóp lại, đây như trứng này. Là đấy, là nó khô tóp lại một bên như này. Tức là nó đã bị hụt nước, trong này hết nước rồi. Là con rắn bắt đầu vỏ mềm, mỏng mềm, nó bắt đầu đục chui ra. Vậy đó. Rồi còn cái quả trứng như thế này thì khi mà nó gần chui ra thì nó
nó khẽ mỏ hay là sao em hả? Dạ, nó khẽ mỏ vậy. Là tức là mình kêu khẽ mỏ là cái từ ngữ nó y như con gà, nó khẽ mỏ, bể cái lớp vỏ ra thì nó tự chui ra, tự đục cái vỏ ra, tức là mình không có can hệ gì nó hết. Mình cứ canh ngày tháng như vậy là mình biết chắc chắn rằng tới ngày tháng đó sẽ có con nở. Và trong khi nó nở đó, mình sẽ sử dụng cái túi lưới như vậy. Tức là nó khẽ mỏ như vậy này, mình bỏ nó vào trong cái túi lưới này. Đó là khi nó nở ra nó sẽ chạy trong này chứ nó không ra ngoài được. Là mình sẽ dễ dàng kiểm soát, không bị thất thoát. Chứ mình không có nên bỏ nó lên đây, là nó nở nó sẽ chui ra. Trang trại của gia đình anh Nguyễn Hàng Phong hiện có 120 chuồng rắn nhỏ và 10 chuồng rắn to. Với rắn bố mẹ, mỗi chuồng thả 35 con theo tỷ lệ 3 cái một đực. Chuồng nuôi phải thông thoáng, rộng 1,5 đến 2 mét, cao 1,5 mét. Trên nắp chuồng làm bằng lưới để khi rắn lột da dễ lấy ánh sáng mặt trời cho khô da. Dưới nền chuồng nên rải một lớp đất tổ muối khô vì loại đất này rất mát, hợp với loài rắn và dễ thu dọn phân. Chỗ đặt chuồng phải đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ, chống gió lạnh thổi vào. Đối với rắn thương phẩm, anh xây chuồng đứng, đổ đan làm tầng. Sau một năm, chọn những con rắn tốt làm rắn bố mẹ, chuyển ra chuồng phối. Anh Phong cho biết thêm, rắn ráo trâu ít bị bệnh, nhưng người nuôi cần có sổ theo dõi từng cặp rắn trong thời gian giao phối để có cách chăm sóc phù hợp. Kỹ thuật phối giống, về tôi thì tôi rút kinh nghiệm được ở nhiều nơi, đâm ra là tôi làm cái chuồng này, nói chung nó độ dài nó phải được 1,5 mét trở lên, độ dài cao nó phải trên 1,2 mét, là khi chuồng phối của nó đó, để nó đủ cái không gian nó di chuyển, nó vờn nhau. Và đặc điểm để con rắn mà nó chịu phối hay không đó, là mình biết trong giai đoạn nó đang ăn, bình thường là ngày đó mình cho ăn, nhưng mà tự nhiên tới ngày đó là nó quợ người, nó trao đổi xung quanh chuồng, nó không chịu ăn, nó bỏ ăn, nó di chuyển, là mình biết con đó là bắt đầu nó đang chịu đực. Hoặc con cái cũng vậy, nếu như mình cho con cái nằm kế bên con đực nằm kế bên cái là hai chuồng khác nhau, nhưng mà nó sẽ thoát ra một cái mùi hơi, là đâm ra tự nhiên con đực nó cũng sẽ bỏ ăn, con cái nó cũng sẽ bỏ ăn, tự nó tìm đường nó chui ra ngoài, nó cứ đẩy cửa ra là mình biết đấy là cái thời gian nó đang đòi phối giống nhất. Mặc dù mới nuôi rắn hơn một năm, nhưng đến nay anh Phong đã thu hồi được vốn đầu tư ban đầu. Hiện, rắn giống khoảng một tháng tuổi được bán với giá từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng một con. Còn rắn thương phẩm thì trọng lượng bình quân khoảng 1,3 đến 1,5 kg một con là có thể xuất bán. Giá trên thị trường dao động 450.000 đồng đến 500.000 đồng một kg. Trứng có giá 80.000 đồng một quả. Thời điểm khan hiếm lên tới 100.000 đồng một quả. Trừ chi phí, mỗi năm anh Phong cũng thu về khoảng 200 triệu đồng từ bán trứng, rắn giống và rắn thịt. Hiện, trại rắn này đã được Chi cục Kiểm lâm tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký trại gây nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã, nên việc mua bán vận chuyển rắn ráo trâu được giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chức năng. Trang trại nuôi rắn Nguyễn Hàng Phong, đó thì nuôi tuy rằng không có qua trường lớp học, nhưng mà học hỏi ở những cái trại nuôi của những nơi khác, có những cái kinh nghiệm đúc kết kèm theo là tham khảo trong sách vở hoặc sách báo lên mạng để mà biết có những kinh nghiệm đúc kết được cái là nuôi trong quá trình nuôi từ năm 14 cho đến nay, thì cái việc nuôi thì đảm bảo được theo cái quy định của nhà nước, các cái quy định. Cái thứ hai nữa là về nuôi là sinh sản phát triển sinh trưởng rất là tốt. Đó, sinh sản và ấp nở sinh trưởng là ấp nở theo đúng cái quy định, cái đặc tính của loài, cho nên là trong thời gian nuôi từ nay hơn một năm thì cũng đạt kết quả tốt. Rắn ráo trâu thuộc loài rắn hổ nằm trong sách đỏ Việt Nam, tùy theo từng vùng miền mà chúng ta có tên gọi khác nhau là rắn lông thừa, hổ heo hay hổ trâu, rất nhiều tên gọi, nhưng tên chung của loài rắn này là hổ vện vì trên mình có nhiều vằn vện. Theo quy định, rắn ráo trâu thuộc nhóm 2B quý hiếm, khi nuôi phải tuân thủ các quy định về quản lý và bảo vệ động vật hoang dã. Do đó, nuôi rắn ráo trâu thương phẩm và sinh sản phải được ngành kiểm lâm cấp phép. Tuy là loài rắn hổ, nhưng rắn ráo trâu không có nọc độc, thịt ngon, bổ dưỡng, lại có nhiều công dụng trong y học nên nhu cầu tiêu thụ trên thị trường là rất lớn. Hiện nay, nghề nuôi rắn ráo trâu đang được nhiều hộ dân lựa chọn để phát triển kinh tế gia đình và bước đầu đã cho lợi nhuận khá cao. Bình quân nuôi 100 con sau một năm sẽ thu lợi nhuận từ 40 đến 50 triệu đồng. Thưa quý vị, có nhiều giống cây lạ có thể nhiều người chưa biết đến.
Phần còn lại của chương trình khuyến nông sẽ giới thiệu đến quý vị và bà con nông dân những giống cây lạ được nhập khẩu vào Việt Nam. Hiện nay, ngoài Đà Lạt, Lâm Đồng, thì những giống cây này rất ít được trồng ở Việt Nam. Tuy nhiên, bà con nông dân có thể tìm mua hạt giống ở các cửa hàng và trồng tại nhà để tự cung cấp thực phẩm cho gia đình. Bắp cải Tí Hon xuất hiện trên thị trường chưa lâu và luôn được dân thành thị săn đón. Giống bắp cải này sở hữu ngoại hình bắt mắt. Mỗi cây có thể cho thu hoạch từ 150 tới 170 chiếc bắp cải mini. Hạt giống bắp cải Tí Hon có giá đắt gấp 5 tới 10 lần so với các loại hạt giống rau thông thường, nhưng do mẫu mã đẹp, sản phẩm được cho là có hàm lượng chất dinh dưỡng cao nên nhiều người không xót tiền khi mua, thậm chí có người không quan tâm đến năng suất mà trồng với mục đích chính là làm cảnh. Loại bắp cải Tí Hon này có nguồn gốc ở Bỉ và được trồng chủ yếu ở các nước châu Âu và Bắc Mỹ. Ở Việt Nam, tại Đà Lạt, từ thời Pháp thuộc, loại bắp cải Tí Hon đã được trồng làm thực phẩm cho quan chức nhưng sau không được trồng phổ biến. Cây rau còn có hình dạng khá lạ mắt, có thể trồng trong chậu, phù hợp với không gian nhỏ hẹp của nhà phố. Điều thú vị ở bắp cải Tí Hon là các mầm rau mọc khá nhiều, dọc theo thân cây. Tại mỗi cuống lá sẽ cho ra một quả bắp cải nhỏ, một cây có thể cho lượng rau khá nhiều. Bắp cải Tí Hon có tên gọi khoa học là cải Brussels, kích thước nhỏ hơn nhiều so với bắp cải thường thấy, chỉ khoảng từ 2,5 đến 4cm. Bắp cải Tí Hon cũng như bắp cải lớn đều là loại cây chịu lạnh, thích hợp trồng trong vụ đông xuân tại miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Chuẩn bị dụng cụ. Hạt giống. Chọn mua hạt giống cải Brussels ở các cửa hàng uy tín, hạt màu đen, tròn đều, có tỷ lệ nảy mầm cao. Có thể dùng chậu hoặc thùng xốp. Lưu ý chiều cao của cây trưởng thành sẽ từ 80 đến 120cm, tùy theo chiều cao khác nhau mà chọn chậu và vị trí trồng thích hợp. Đất trồng cải bắp tốt nhất là đất thịt nhẹ, cát pha hoặc đất phù sa. Tiến hành gieo trồng. Nếu có điều kiện, bạn nên gieo hạt giống trong khay ươm hạt hoặc viên nén sơ dừa ươm hạt để đảm bảo hạt mọc đều. Gieo hạt xong, dùng tay xoa nhẹ đều lên mặt cho đất phủ kín hạt và tưới nước đủ ấm. Chỉ sau khoảng từ 5 tới 10 ngày gieo trồng là hạt sẽ nảy mầm. Sau từ 2 tới 3 tuần, cây có từ 5 tới 6 lá thật có thể đánh ra trồng trong chậu. Bạn nên chọn cây khỏe mạnh, tròn mập để trồng thì sau này sẽ đạt chất lượng tốt nhất. Chăm sóc và thu hoạch. Ánh sáng và nhiệt độ. Bắp cải ưa sáng, nhiệt độ thích hợp nhất là từ 15 tới 20 độ C. Lưu ý nên tưới nước thường xuyên cho cây, ngày tưới 2 lần vào sáng sớm và chiều mát cho đến khi cây bám đất xanh tốt. Sau đó chỉ cần 2-3 ngày tưới một lần. Nên sử dụng phân bón theo liều lượng trên bao bì để cây sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh. Chỉ mất khoảng 120 tới 160 ngày kể từ khi gieo hạt giống tới lúc thu hoạch. Bắp cải Tí Hon có họ cùng cây rau cải bắp nhưng có thể đạt độ cao từ 80 tới 120cm. Mỗi cây sẽ cho thu hoạch từ 150 tới 170 chiếc bắp cải mini. Được biết, loại bắp cải mini có tác dụng chống ung thư bởi nhiều vitamin K, A, C, acid folic mà chúng mang lại. Được dùng làm các món salad, món luộc, món nướng, thậm chí để làm bắp cải muối. Khi ăn, các món ăn chế biến từ bắp cải Tí Hon phần lớn đều ngon bởi vị ngọt, sần sật, bùi bùi và thanh mát, giàu dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Những nội dung này đã khép lại chương trình khuyến nông do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con nông dân. Mọi thông tin phản hồi đóng góp ý kiến, quý vị gửi thư về theo địa chỉ: Chương trình Khuyến nông, Phòng chuyên mục chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Bình Phước, điện thoại 06513887058. Chương trình phát sóng vào lúc 18 giờ thứ hai của tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng trên kênh BBTV1, phát lại vào lúc 11 giờ thứ tư cùng tuần phát chính. Thân ái chào tạm biệt.